Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau khi giáo hoàng Francis nói Kiev nên có dũng khí dương cờ trắng và đàm phán để chấm dứt xung đột, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tuyên bố không bao giờ đầu hàng. Ông Kuleba nói, quốc kỳ của chúng tôi mang màu vàng và xanh dương. Đây là lá cờ chúng tôi sẽ sống, chết và chiến thắng cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ dường lá cờ nào khác. Ngoại trưởng Kuleba bình luận sau khi hãng tin Reuters tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn giáo hoàng Francis dự kiến công bố ngày 20 tháng 3 khi được hỏi quan điểm về cuộc tranh luận giữa những người khuyên Ukraine nên từ bỏ xung đột vì không thể đẩy lùi các lực lượng Nga với một bên là những người cho rằng bước đi như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của kẻ mạnh nhất. Phóng viên cũng dùng cụm từ cờ trắng khi đặt câu hỏi, Giáo hoàng bày tỏ, đó là một cách giải thích, đó là sự thật. Nhưng theo tôi, kẻ mạnh nhất là người nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người, thể hiện sự can đảm, dương cờ trắng và đàm phán. Từ thương lượng mang ý nghĩa can đảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán. Cũng theo người đứng đầu Vatican, tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga nên diễn ra với sự hỗ trợ của các cường quốc thế giới dư luận cho rằng đây là lần đầu tiên giáo hoàng francis sử dụng những từ như cờ trắng hay bị đánh bại khi đề cập cuộc xung đột quân sự ở ukraine mặc dù trước đây ông từng nói về sự cần thiết của những cuộc đàm phán trước đó giáo hoàng khẳng định đàm phán không bao giờ là đầu hàng theo ngoại trưởng kuleba trong xung đột giữa tốt và xấu mạnh mẽ nhất là người chọn đứng về phe tốt thay vì đặt hai bên ngang hàng và gọi đó là đàm phán Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn giáo hoàng Francis đã luôn cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng ông sớm thăm Ukraine. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni trước đó đã nói giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ cờ trắng của phóng viên nhằm thể hiện mong muốn các bên chấm dứt xung đột và đạt hòa ước thông qua dũng khí đàm phán. Bên cạnh đó, Tổng giám mục Sviatoslav Setschuk, người đứng đầu giáo hội công giáo Ukraine, cũng phản đối quan điểm của giáo hoàng trang web của giáo hội Ukraine dẫn lời ông Sepchuk phát biểu từ New York. Ukraine thương tích nhưng chưa bị khuất phục. Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững. Tin tôi đi, không ai có ý định đầu hàng cả. Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn các quan chức tôn giáo ở nước này ủng hộ binh sĩ Kiev bằng những lời cầu nguyện và bảo vệ. Ông Zelensky nói trong thông điệp video đêm 10 tháng 3, ám chỉ đến phát biểu gây tranh cãi của giáo hoàng. Đây thực sự là những gì của giáo hội bên người dân, không giống như lời hòa giải ảo ở cách xa 2.500 km. Trang Min In trích dẫn đoạn video cho thấy, Máy bay không người lái UAV thuộc biên chế lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine trong khi hoạt động ở khu vực tiền tuyến đã phát hiện một nhóm binh sĩ Nga xuất phát từ làng Stepove đang di chuyển dọc con đường hướng tới khu dân cư Berichi giữa đêm tối. Chiếc UAV sau đó tiếp tục theo dõi hướng di chuyển của nhóm binh sĩ Nga, đồng thời gửi dữ liệu về Bộ Chỉ huy Ukraine. Lực lượng pháo binh Ukraine triển khai ở tiền tuyến liền sử dụng đạn pháo thông thường và đạn trùm M864 để vô hiệu hóa nhóm binh sĩ đối phương theo Min In đạn M-864 quân đội Ukraine sử dụng trong đoạn video trên là khí tài được tập đoàn General Dynamics nghiên cứu, chế tạo trong thập niên 1980 và đưa vào biên chế trong quân đội Mỹ kể từ năm 1987. M-864 nặng 46,3 kg, dài 920 mm, đường kính 155 mm. M-864 có thể chứa 48 quả đạn nhỏ M-42 và 24 đạn M-46 lớn hơn tầm bắn xa nhất của loại đạn này đạt 29,4 km. Ukraine có thể là quốc gia mạnh về sản xuất và cải tiến máy bay không người lái, nhưng Nga đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Kiev nhằm chiếm ưu thế trên không. Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với hai thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Taras Chumut, giám đốc quỹ Combat Alive Foundation hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay. Theo ông Chumut, các phi công điều khiển của Ukraine không thể phóng hàng chục nghìn UAV cùng lúc, hay nói đúng hơn là Kiev cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một. Ông Chomut cho hay, đây là một bất lợi. Ngoài ra, theo ông, vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao những người vận hành giàu kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến. Ukraine cũng đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng. Chuyên gia Samuel Bendet thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất kỳ nơi nào có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào. Tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhằm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái. Một nhà quan sát quân sự Nga cho biết, những người điều khiển FPV của Ukraine đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài. Người này thừa nhận, các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng, khả năng chống chịu của UAV trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng, bao gồm cả tần số. Ông Chomut cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng. Một nhà quan sát quân sự khác của Nga cho biết các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị chế áp bởi chính các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta xung quanh thành phố Abdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bendet nhận định với Newsweek. Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn, nhưng rất khó để xác minh con số chính thức. Quân đội Nga gần đây thường xuyên sử dụng chiến thuật thiết xa vận để tấn công phòng tuyến Ukraine ở miền Đông trong chiến thuật này thiết giáp nga chở theo lượng tối đa binh sĩ cả bên trong lẫn trên nóc và nhanh chóng cơ động áp sát phòng tuyến đối phương để đổ quân nga áp dụng phổ biến chiến thuật này trong bối cảnh lực lượng ukraine hiện không có đủ đạn pháo để có thể nhắm bắn thiết giáp của nga từ khoảng cách xa thiết xa vận giúp lực lượng nga có thể tràn ngập chiến hào ukraine trong thời gian ngắn nhất phát huy tối đa ưu thế về nhân lực của họ tuy nhiên lực lượng nga dường như đang gặp khó khăn trong việc thực hiện chiến thuật này tại làng Berdychi, cách thành phố chiến lược Adipka ở miền đông Ukraine khoảng 8 km về phía tây bắc. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 gần đây đăng video quay từ thiết bị bay không người lái drone trinh sát cho thấy một thiết giáp trợ quân của Nga di chuyển về hướng phòng tuyến của Ukraine tại làng Betichi. Khi binh sĩ Nga vừa rời khỏi xe, thiết giáp M2 Bradley Ukraine lập tức khai hỏa tới tấp, bắn chính xác vào đội hình Nga chưa tìm được nơi ẩn nấp. Chuyên gia quân sự David Ace của Ford cho biết thiết giáp M2 Bradley mang lại cho lữ đoàn 47 năng lực cận chiến xuất sắc, là loại khí tài mà Ukraine cần để đối phó chiến thuật thiết xa vận của Nga. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 200 chiếc M2 Bradley từ đầu xung đột, trong đó 34 chiếc đã bị phá hủy và vài chục chiếc khác bị hư hại, song có thể sửa chữa và đưa trở lại chiến trường. Trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt về vũ khí đạn dược và thất bại trong đợt phản công gần đây, tư lệnh lục quân ukraine tướng oleksandr pavliuk cho biết chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp binh sĩ sẵn sàng tác chiến tích cực hơn và nắm thế chủ động theo tướng oleksandr pavliuk mục tiêu trước mắt của quân đội ukraine là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến tái trang bị và bổ sung nhân lực trước khi chuẩn bị cho kế hoạch phản công trong năm nay Tuyên bố của ông Oleksandr Pavlyuk được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang rơi vào thế bị động và liên tục lùi bước trước đà tiến của Nga sau khi đẩy mất thành trì Adipka. Gần đây, binh sĩ Ukraine phải rút khỏi nhiều ngôi làng xung quanh Adipka trước sức ép từ quân đội Nga. Ukraine đã cố gắng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào đầu mùa hè năm ngoái nhưng không đạt tiến bộ đáng kể dù được tăng cường lượng lớn khí tài quân sự của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Kiev hứng chịu tổn thất to lớn trong chiến dịch này tháng trước tổng thống ukraine volodymyr zelensky thừa nhận một số nước phương tây tỏ ra thiếu kiên nhẫn với kiev và nhận thấy sự thiếu tiến bộ trên chiến trường của ukraine theo ông ưu tiên hàng đầu của ukraine là tránh thương vong nặng nề cho quân đội ông nhấn mạnh nếu mất binh lính kiev sẽ mất tất cả ngay cả khi phương tây cung cấp những vũ khí tối tân